Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 5, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp. Trao đổi của phóng viên thời sự chuyên đề với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để đứng đầu toàn quốc về các chỉ số PAPI, PCI. Dù là thầy giáo dạy nhạc tại trường tiểu học, nhưng bằng niềm đam mê, nhiều năm qua, anh Huỳnh Thế Tiến ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy đã nỗ lực giữ lửa nghề rèn truyền thống làng Vực. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn công tác của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế 4 tháng đầu năm 2022, công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Buổi làm việc tập trung vào việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tại Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, cả cấp bộ đoàn chủ trọng phát triển đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, đảm bảo về cả chất lượng và số lượng. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 1.688. Số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng là 782 người. Bên cạnh đó, một số nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, phong trào thanh thiếu nhi 4 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cũng được tỉnh đoàn báo cáo tại buổi làm việc. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn trong tỉnh thời gian qua. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu thời gian tới, các cấp bộ đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tập trung đổi mới, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như giáo dục thanh thiếu nhi, tổ chức phong trào thanh niên hiệu quả, hoàn thành số hóa dữ liệu đoàn viên, đồng thời tập trung đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn, triển khai các chủ trương chính sách của đoàn đến cơ sở và tập trung công tác xây dựng đoàn vững mạnh, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp. Hôm qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn có buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân số 2 Tổ Hữu, thành phố Huế. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân. Buổi tiếp ghi nhận 12 lượt công dân tham gia. Các ý kiến khiếu nại, kiến nghị chủ yếu tập trung vào nội dung về xây dựng đất đai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và đại diện các sở ngành địa phương trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các công dân. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương cần giải quyết các khiếu nại của người dân theo đúng trình tự, không để tình trạng đơn thư vượt cấp. Đối với những công dân chưa nắm chắc được thủ tục trình tự phản ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn thủ tục văn bản, đồng thời yêu cầu các ban ngành địa phương cần thể hiện trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại rõ ràng sớm nhất có thể nhằm tránh tình trạng việc khiếu nại kéo dài. Chuyển sang những tin tức về các hoạt động đại lễ Phật đản trên địa bàn, sáng nay đoàn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế do Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Lãnh đạo hai đơn vị đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tăng ni và đồng bào Phật tử nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, đón một mùa Phật đản an vui. Đồng thời bày tỏ mong muốn giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục động viên chư tăng ni, Phật tử gắn bó chung sức chung lòng, đồng hành cùng dân tộc bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch COVID-19 cũng như giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm cho quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Đáp tư, Hòa thượng Thích Đức Thanh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm chúc mừng và khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ nổi tiếp truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, gắn bó với các hoạt động của địa phương, của tỉnh nhà,
tiếp tục vận động tăng ni và Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Phong Điền, huyện Phú Vang tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 với sự tham dự của các đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo tăng ni Phật tử trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu cùng toàn thể chư vị tăng ni Phật tử hướng về ngày Đức Phật đản sanh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền đã đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến các tăng ni và Phật tử trong ngoài nước. Các đại biểu cùng chư vị tăng ni Phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an. Ngày đại lễ Phật đản Phật lịch là dịp để mọi người con Phật hướng tâm và phát tâm sống theo pháp luật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức, đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy, thực hiện những việc làm, lời đạo ích đời, góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc, phồn vinh cho đất nước. Tại buổi lễ, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Phú Vang đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến toàn thể tăng ni Phật tử lời chúc đại hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc, luôn đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nỗ lực thực hiện tốt công tác Phật sự, ích đời, lời đạo. Dịp này, huyện Phú Vang đã trao 20 suất quà cho các gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Thừa Thiên Huế đón nhận nhiều niềm vui khi liên tục bội thu về các chỉ số xếp hạng trên toàn quốc như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI. Phóng viên thời sự chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương về các nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả vừa được công bố, thì tăng 9 bậc so với năm 2020, Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PAPI năm 2021 và đứng thứ 8 chỉ số PCI. Với việc liên tiếp đạt thứ hạng cao về xếp hạng PCI hay PAPI đã cho thấy Thừa Thiên Huế đang có những bước đi vững chắc trong điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách các thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân cũng như doanh nghiệp. Để đạt được kết quả đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những hướng đi như thế nào và những giải pháp trong thời gian tới để duy trì bền vững các chỉ số đã đạt được? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Thưa Chủ tịch, PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả thực thi các cái chính sách đến cấp cơ sở. Mới đây theo công bố thì Thừa Thiên Huế đã vươn lên đứng đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng, tăng 9 bậc so với năm 2020. Xin Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chia sẻ và cho biết cụ thể hơn khi chúng ta lần đầu tiên đạt giải cao về chỉ số này trên toàn quốc ạ. Cái chỉ số PAPI là một cái chỉ số cũng rất là quan trọng để đánh giá cái công tác quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh. Đây là cái công cụ đo lường cái trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hoạt động quản trị hành chính và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền địa phương. Mục tiêu của cái chương trình PAPI là hướng tới cái việc cải thiện hiệu quả phục vụ người dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ và tăng cường công khai minh bạch cũng như là trách nhiệm giải trình của các tổ chức nhằm đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu ngày càng cao của người dân và các cái tổ chức doanh nghiệp. Thì với nhiều cái nỗ lực vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022 vừa rồi đây thì chúng ta cũng vinh dự là được xếp thứ hạng cao nhất. Như vậy là chúng ta đã tăng thêm 9 bậc so với năm trước đó. Có thể nói đây là vừa là niềm vui và cũng là cái động lực lực chung của cả cái hệ thống. Đồng thời đây cũng là cái thách thức. Rõ ràng là chúng ta lên được vị thứ đầu tiên, đứng đầu thì chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc đề ra các cái giải pháp đồng bộ hữu hiệu để mà duy trì cái vị thế này. Được biết sau nhiều năm lần đầu tiên thì vươn lên dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng, Thừa Thiên Huế đã nỗ lực chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện vị trí. Vậy xin Chủ tịch cho biết là những nhóm giải pháp nào là mấu chốt trọng tâm để đạt kết quả như vậy ạ? Để được đạt được cái kết quả như hiện nay thì chúng tôi cũng đã ban hành các cái kế hoạch thực hiện
và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành các địa phương và phân tích 8 cái nội dung đánh giá của PAPI để làm sao đó cải thiện được cái thứ hạng. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu các sở ban ngành rồi các địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình là có những cái biện pháp, có những cái các cái giải pháp để chỉ đạo nhằm cải thiện các cái tiêu chí nội dung mà đang còn chưa cao để tiếp tục tác động đến cái câu chuyện quản lý nó hiệu quả hơn, nó sát và nó phục vụ tốt hơn cho người dân. Nhiều giải pháp đã được đưa ra và trong đó cái nhóm giải pháp mà mấu chốt vẫn là cái việc chỉ đạo các cái tổ chức chính trị ở cơ sở tham gia tích cực và có trách nhiệm vào cái việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, rồi bảo đảm thực hiện đầy đủ thực chất cái phương châm là phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thưa Chủ tịch, trong bối cảnh các tỉnh, thành phố đều nỗ lực nâng hàng PAPI cũng như cái chỉ số PCI, vậy thì Chủ tịch có thể cho biết sẽ đối mặt với những thách thức nào trong cuộc đua chung này ạ? Rõ ràng là việc cạnh tranh giữa các tỉnh diễn ra rất là sôi động. Và lý do là tất cả các địa phương thì cũng đều mong muốn là cải cách mạnh mẽ cái nền hành chính của địa phương mình. Và việc đó thì cũng kéo theo là cái động lực phấn đấu, động lực cho phát triển, cho cải cách. Thế thì chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào việc phân tích các cái nội dung mà chưa được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, rồi chưa được người dân đánh giá cao. Và hiện nay mặc dù là ở gọi là vị thế cao như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải thẳng thắn đánh giá là nó cũng chưa phải là bền vững, một cái cao không phải là bền vững. Lại dĩ nhiên là cũng thuộc lại là tốt, nhưng mà với cái xu thế mà xếp vị thế giữa các tỉnh thì chúng ta cũng vẫn phải phấn đấu thường xuyên, liên tục. Thì cái việc mà cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh là sẽ cần rất nhiều các cái biện pháp ở tất cả các cái lĩnh vực, không chỉ là cái yếu tố chủ quan của chúng ta mà nó còn có các cái yếu tố khách quan nữa. Và chúng ta cũng phải tham vấn, tham mưu, đề xuất với Trung ương để tiếp tục có những cái điều chỉnh, sửa đổi các cái quy định đang còn bất cập. Có thể nói chưa bao giờ mà trong một năm tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta lại liên tiếp đạt thứ hạng cao về xếp hạng PCI hay PAPI. Điều này cho thấy là tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước đi vững chắc trong cải thiện môi trường đầu tư, cải cách các cái thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Vậy thì quan điểm cũng như mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới để duy trì ổn định bền vững cũng như nâng cao các cái chỉ số PCI và PAPI nhằm tạo thêm niềm tin vững chắc cho người dân và nhà đầu tư đến với Thừa Thiên Huế, thưa Chủ tịch? Chúng tôi sẽ tiếp tục xác định là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Và xoay quanh cái quan điểm đó thì chúng tôi sẽ nâng cao cái hiệu lực của cái công tác chỉ đạo điều hành ở các cấp, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Và với cái sự nỗ lực đó thì chúng tôi cũng hy vọng mang lại được những cái hiệu quả tích cực trong cái việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới, để duy trì ổn định, bền vững cũng như là nâng cao các cái chỉ số, duy trì các cái chỉ số ở mức cao này thì tiếp tục phải đẩy mạnh cái công tác cải cách chính gắn với chính quyền số, rồi dịch vụ đô thị thông minh, áp dụng các cái hệ thống quản lý chất lượng và cái chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội. Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin Chủ tịch vừa trao đổi ạ. Tiếp tục chương trình với những tin tức về giáo dục.
Chiều nay, Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học của các ngành khoa học, cây trồng, nuôi trồng thủy sản, quản lý đất đai, công nghệ thực phẩm, phát triển nông thôn và thú y. Đoàn chuyên gia đánh giá cao về 6 chương trình đào tạo các ngành khoa học cây trồng, nuôi trồng thủy sản, quản lý đất đai, công nghệ thực phẩm, phát triển nông thôn và thú y với số tiêu chí đạt từ 84 đến 88%, đồng thời đưa ra các khuyến nghị hữu ích đối với các chương trình đào tạo của trường. Trên cơ sở những kiến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng đào tạo và các mặt hoạt động của nhà trường. Sáng nay, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế tổ chức chương trình Hội chợ trường học lần thứ 3 năm học 2021-2022 với chủ đề Sắc Huế trong em. Đây là hoạt động bổ ích và thiết thực giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị trong các hoạt động ngoại khóa. Với chủ đề Sắc Huế trong em, chương trình lần này gồm các hoạt động trưng bày và trao đổi mua bán của các gian hàng đến từ các em học sinh, trong đó có các gian hàng nghề thủ công truyền thống gắn với xứ Huế như hoa giấy, nón lá Huế, tò he, gian hàng áo dài truyền thống Huế, gian hàng giới thiệu tủ sách Huế trong em, gian hàng giới thiệu ẩm thực Huế. Thông qua hoạt động có ý nghĩa này sẽ góp phần giúp các em học sinh biết yêu quý và trân trọng giá trị nét đẹp văn hóa Huế, con người Huế, kiến trúc Huế, văn hóa nghệ thuật Huế, lễ hội Huế và ẩm thực Huế, cũng như hướng đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh về đạo đức, kỹ năng sống khi các em tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5, nhằm giúp trẻ có thêm hiểu biết về kiến thức của chủ đề Bác Hồ kính yêu, Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Huế tổ chức buổi tham quan cho trẻ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để giúp trẻ trải nghiệm, lắng nghe các hoạt động lịch sử của Bác Hồ, giúp trẻ biết được những hy sinh gian khổ của Bác trong quá trình tìm đường cứu nước. Từ đó hình thành ở trẻ tình yêu quê hương, đất nước, quý trọng Bác Hồ và hơn thế nữa là tinh thần tự tôn, tự hào về dân tộc Việt Nam. Đứng trước tượng đài của Bác, các cháu đã rất chăm chú nghe cô hướng dẫn viên thuyết trình về cuộc đời của cậu bé Nguyễn Sinh Cung và hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ngoài ra, qua buổi tham quan, các cháu được cô giáo và đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh kể những câu chuyện về tình yêu của Bác dành cho các cháu thiếu nhi và mong các cháu cố gắng hơn nữa, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Được biết, sau khi dịch bệnh COVID-19 ổn định, Trường Mầm non Hương Sen tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tạo sự hứng thú cho trẻ, khơi dậy lòng kính yêu đối với Bác Hồ, với quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, dù là thầy giáo dạy nhạc tại trường tiểu học, nhưng bằng niềm đam mê, nhiều năm qua anh Huỳnh Thế Tiến ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy đã nỗ lực giữ lửa nghề rèn truyền thống làng vực. Để thích ứng với xu thế phát triển mới, anh đã đầu tư máy móc thiết bị để làm ra những sản phẩm tinh xảo, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Với những đóng góp cho sự hồi sinh và phát triển nghề rèn làng vực, anh Huỳnh Thế Tiến đã được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phong tặng nghệ nhân Thừa Thiên Huế vào năm 2016. Theo lời kể của người dân, nghề rèn làng vực hình thành cách đây khoảng 500 năm, kể từ khi có nhiều hộ dân ở làng rèn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền di cư vào khu vực Thủy Châu, Hương Thủy và dần hình thành nên làng rèn. Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nghề rèn, nằm sát bên cầu vực. Từ lúc 10 tuổi, thầy giáo Huỳnh Thế Tiến đã học nghề rèn từ cha để làm nên những vật dụng cho việc phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, theo thời gian, trước sự phát triển của ngành công nghiệp hiện đại, các công cụ dần được thay thế bằng những mặt hàng do máy móc sản xuất hoặc nhập từ nước ngoài về, khiến cho sản phẩm của làng rèn mất dần chỗ đứng trên thị trường. Làng nghề trở nên mai một. Mặc dù là giáo viên, nhưng bằng niềm đam mê và mong muốn khôi phục làng nghề rèn truyền thống, đầu năm 2008, thầy Tiến bắt đầu thực hiện đề án khôi phục nghề rèn truyền thống cầu vực. Anh đã đầu tư thêm vốn để mở xưởng rèn Trường Tiến tại nhà. Với suy nghĩ phải làm nên những sản phẩm rèn khác biệt về mẫu mã, đạt chất lượng hơn so với sản phẩm trên thị trường, mới hy vọng sản phẩm rèn làng vực có đầu ra ổn định. Anh Tiến đã mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng để đầu tư sắm nhiều máy móc, trang thiết bị nhằm cơ khí hóa nghề rèn truyền thống của quê hương. Mình cố gắng hết sức để mình tìm ra những cái sản phẩm, tìm ra những cái mới và mình sẽ áp dụng một số công nghệ để mà hỗ trợ cho công việc khi mình sản xuất ra một sản phẩm. Ngoài sản xuất các dụng cụ truyền thống như dao, rửa, khâu liêm, cuốc, xẻng, anh Tiến đã tìm tòi, sáng tạo và cho ra đời hơn 10 loại máy móc phục vụ nghề rèn như máy càng thép, máy cắt cầm tay, máy hàng điện, búa nén khí, máy mài hai mặt.
Ngoài ra, anh còn chế tạo ra một loại dao gọi là dao siêu sạch và chiếc thuồng đa năng, tích hợp một loạt chức năng như thuồng đơn, cuốc, xẻng. Hiện tại, xưởng rèn của anh Tiến là địa chỉ tin cậy cung cấp các dụng cụ phục vụ cho nông lâm ngư nghiệp với những đơn đặt hàng khắp mọi miền đất nước. Tháng 9 năm 2016, anh Tiến là thợ rèn duy nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là nghệ nhân nghề rèn truyền thống. Muốn phát triển, muốn bảo vệ và cái truyền thống của mình nữa, mình muốn phục hồi, thì đầu tiên mình phải sản xuất sản phẩm cho đạt, đẹp và bền. Đó là mong muốn đầu tiên của mình và cố gắng hết sức. Hiện tại mình đang làm từng bước là đang gần hoàn thiện. Cũng là mong rằng là những cái hộ khác họ sản xuất như mình, họ cũng là phát triển hơn mình nữa. Cơ sở nghề rèn truyền thống Trường Tiến ra đời đã thổi bùng lên ngọn lửa hồi sinh nghề rèn cho làng nghề có tuổi đời khoảng 500 năm này. Chính vì thế, trong số 38 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân được phong tặng, thì thầy Tiến là một trong số ít người làm nghề rèn được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề rèn. Tin thể thao chiều nay, Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc hội thao truyền thống lần thứ 14 năm 2022. Hội thao diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Giải lần này quy tụ 271 vận động viên đến từ 42 công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia tranh tài ở 3 môn: tennis, cầu lông, bóng bàn. Số bộ huy chương được trao lần này là 126 cho cả 3 môn. Hội thao nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo mối giao lưu, duy trì phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên khối công đoàn viên chức tỉnh. Ban tổ chức hội thao hy vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích, tăng cường sức khỏe sau đại dịch COVID-19. Qua đó chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.